trí vô hạn và hữu hạn. Hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy dạy cho con hiểu trí hữu hạn và vô hạn. Đáp: Có lần Thầy đã giảng về trí hữu hạn và vô hạn rồi. Trí hữu hạn là sự hiểu biết có giới hạn, không vượt ra ngoài không gian và thời gian. Trí hữu hạn chỉ là sự hiểu biết trong thế giới hữu sắc mà thôi. Sự hiểu biết còn bị hạn cuộc trong không gian và thời gian như trên đã nói, nên sự hiểu biết rất cạn cợt. Vì thế, thỉnh thoảng, các nhà khoa học tìm kiếm hay phát minh ra một vật thể gì mới lạ, thì con người hết sức vui mừng. Đó là một bằng chứng cho biết trí hữu hạn, sự hiểu biết rất hạn cuộc. Đối với thế giới siêu hình, trí hữu hạn không thể nào hiểu biết nổi. Phần đông người ta dùng tưởng tri để hiểu biết nên đã lầm lạc. Do đó, tưởng tri của con người cho rằng con người có linh hồn, thần thức, tiểu ngã, Phật tánh, bản thể vạn hữu, đại ngã, chân không, chân như, vân vân. Người chết oan ức, chết bất đắc kỳ tử, linh hồn không đi đầu thai được, không chỗ nương tựa, sống dứt dưỡng theo cây cao bóng mát, thành ma, thành quỷ, đói khát, bắt bớ người còn sống, bệnh đau hoặc tai nạn để được cúng bái tế lễ. Những người làm tướng xông pha trận mạc, dẹp giặc, bảo vệ non sông đất nước, khi chết, linh hồn thành thần, thành thánh. Những người bỏ thế tục, ly gia, cắt ái, vào rừng sâu núi thẳm tu hành, đến khi chết, linh hồn thành tiên, thành Phật, vân vân. Phải nói trí hữu hạn chỉ là sự hiểu biết của con người trong hạn cuộc, không gian và thời gian. Ngăn sông cách núi thì không thấy, tương lai thì không rõ, quá khứ cách một đời hai đời thì không biết không nhớ. Chỉ có trí vô hạn mới hiểu biết thế giới siêu hình, không gian và thời gian không còn hạn cuộc. Trí vô hạn tức là trí tuệ tam minh của nhà Phật. Muốn có trí vô hạn, chúng ta phải chịu khó tu tập, trau dồi thân tâm và xa lìa vật chất dục lạc thế gian, thường tránh xa các ác pháp, ly dục, ly ác pháp. Người tu theo Phật giáo phải tu theo lộ trình giới, định, tuệ và nhập bốn loại định hữu sắc: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là tịnh chỉ ngôn hành, tịnh chỉ khẩu hành, tịnh chỉ tưởng hành và tịnh chỉ thân hành. Khi đó, thân định trên tâm, tâm định trên thân, rồi hướng tâm đến tam minh. Tâm đã viên mãn tam minh thì trí vô hạn mới có. Mục đích để đạt được trí vô hạn, hành giả phải nhập bất động tâm định. Muốn nhập bất động tâm định, hành giả phải sống đúng giới đức và giới hạnh của đạo Phật. Nếu sống không đúng giới đức và giới hạnh, thì dù quý vị có tu pháp thiền định nào cũng chẳng có trí vô hạn. Duy chỉ có pháp môn tam vô lậu học, tu tập mới có trí vô hạn mà thôi. Tam vô lậu học là pháp môn chia làm 3 giai đoạn tu tập, hay còn gọi là 3 cấp tu học trong chương trình giáo dục đào tạo của Phật giáo. 1. Tu tập đức hạnh không làm khổ mình khổ người, tức là ly dục ly ác pháp. 2. Tu thiền định, tức là phải nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đến tứ thiền. 3. Tu tập tam minh, tức là hướng tâm đến túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Sau khi tu tập xong 3 giai đoạn này thì trí vô hạn hiện tiền.